chụp một tấm ảnh nào, hoặc nhìn vào bức tranh này. Một ngày nọ, bạn đang đi dạo thư giãn trong rừng, tận hưởng không khí buổi sáng trong lành. Những âm thanh duy nhất là tiếng chim hót líu lo, tiếng những cây đung đưa trên đầu và tiếng lá xào xạc dưới chân bạn. Đột nhiên, sự thư giãn bị gián đoạn bởi âm thanh của cành cây gãy phía sau bạn. Bạn quay lại và bất ngờ đối mặt với một con gấu xám to cỡ chiếc xe của bạn. Bây giờ thì bạn sẽ làm gì? A. Khen bộ lông của nó. B. Nói: "Trời ơi, bạn gấu có hàm răng trắng thế." Hay là C. Giới thiệu nó với người bạn đồng hành chậm chạp hơn nhiều của bạn trong khi bạn tháo chạy. Đừng lo lắng, bởi vì tôi ở đây để nói với bạn chính xác phải làm thế nào để sống sót khi bị hỏi thăm bất ngờ bởi người bạn to xác này. Gấu sống trên khắp thế giới, từ Canada đến Andes và Bắc Âu đến Đông Nam Á. Những loài ăn tạp thông minh và cơ bắp này thường thích giữ khoảng cách với con người, nhưng có thể là mối đe dọa nghiêm trọng trong trường hợp hiếm hoi khi chúng trở nên hung bạo. Vậy thì, cách tốt nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công của gấu là tránh tiếp xúc trực tiếp với chúng càng nhiều càng tốt. Điều này có vẻ như hơi không có trí tuệ, nhưng bất cứ khi nào bạn có kế hoạch đi chơi cuối tuần, rất cần thiết kiểm tra xem có gấu sống trong khu vực mà bạn dự định ghé thăm không. Nếu hóa ra có gấu sống trong lộ trình của bạn thì việc chuẩn bị là theo thứ tự. Gấu không phải là sinh vật ác và gấu tấn công người là cực kỳ hiếm. Trung bình có khoảng 3 cuộc tấn công gây tử vong mỗi năm. Điều này xếp gấu phía sau cá mập, sói và thậm chí cả máy bán hàng tự động. Đó có phải là nguồn gốc của mối thù truyền kiếp không? Được rồi, máy bán hàng kia, ngươi đã hại anh trai ta, hôm nay ta sẽ trả thù. À không, trên thực tế, gấu thường cố gắng tránh con người khi chúng ta đến gần. Những người đi bộ đường dài và cắm trại thường ở gần một con gấu trong vòng vài chục mét, nhưng họ không bao giờ biết điều đó. Điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng gấu thực sự sợ bạn hơn bạn sợ chúng. Những con gấu trở nên hung bạo thường là vì chúng bất ngờ và sợ hãi, hoặc cố gắng bảo vệ đàn con của chúng. Chúng có xu hướng hoạt động mạnh nhất vào ban ngày khi chúng đi kiếm thức ăn, mặc dù cũng có một số sống về đêm. Gấu cũng thích đi trên những con đường mòn và trống trải hơn là lách qua những bụi cây. Vì vậy, nếu bạn vẫn tỉnh táo, tỷ lệ tình cờ gặp một con gấu khá là nhỏ. Nếu bạn định cắm trại hoặc đi bộ nhiều ngày, một số khu vực pháp lý yêu cầu bạn cất giữ thực phẩm trong hộp chống gấu, lon chuyên dụng mà gấu không thể mở. Một lời khuyên hữu ích khác là hãy để kem đánh răng ra khỏi lều của bạn. Nhiều loài gấu được biết là bị thu hút bởi mùi này, miệng hôi một chút vào buổi sáng, nhưng bù lại, các hoạt động mùa hè của bạn không có gấu. Đây đều là những cách tuyệt vời để tránh những cuộc gặp gỡ bất ngờ với gấu. Nhưng đôi khi, việc phòng ngừa là không thể, và bạn thấy mình đang đối mặt với anh bạn lắm lông. Nếu bạn là một nhà thám hiểm hoang dã có trách nhiệm, bạn đã nghiên cứu hành vi của gấu trước khi bạn mạo hiểm và biết người bạn lắm lông sẽ phản ứng như thế nào. Nếu bạn tình cờ gặp một gia đình gấu đen, bạn thật may mắn. Những giống gấu nhỏ này sẽ tránh xung đột bất cứ khi nào có thể và thường sẽ rút lui khi bị đe dọa, thay vì trở nên hung dữ. Những con gấu này là những kẻ leo trèo chuyên nghiệp và sẽ sử dụng khả năng này để tạo lợi thế cho chúng, leo lên một cây gần đó để tránh nguy hiểm. Nếu bạn gặp phải một con, khả năng cao là nó sẽ biến mất trước khi bạn kịp phản ứng. Gấu đen xuất hiện nhiều nhất trong các cuộc đụng độ gấu ở Hoa Kỳ vì chúng có xu hướng phiêu lưu hơn và đi vào khu vực của con người. Vì bản tính không khéo léo, chúng thường bị coi là phiền toái hơn là một mối đe dọa. Tuy nhiên, gấu được biết là tấn công những con chó khi chó cố gắng theo chúng vào trong rừng. Vì vậy, hãy giữ chặt dây xích con lu bất cứ khi nào bạn cần dẫn nó ra ngoài hoặc đi đâu đó với chú chó của mình. Mặt khác, gấu nâu và cả gấu xám Bắc Mỹ khét tiếng có xu hướng hung dữ hơn nhiều khi bị đe dọa. Mặc dù chúng thường có vẻ hiền lành trước mắt mọi người, những người đi bộ vẫn cần cẩn thận khi đến gần. Gấu là loài động vật tò mò và một khi cú sốc ban đầu biến mất, chúng thường sẽ tiếp cận bất cứ thứ gì khiến chúng hoảng sợ để xác định xem nó có gây ra mối đe dọa nào không. Bản tính nó không hung hăng nhưng vẫn có thể đáng sợ, vì vậy chỉ cần nhớ giữ bình tĩnh và giữ cho trí thông minh bên mình. Nếu bạn có một nhóm, một ý tưởng hay khi ở khu vực nhiều gấu là hãy ở lại với nhau. Nếu bạn mang theo thuốc xịt gấu, hãy giữ nó trong tay để đề phòng, nhưng không nên thực hiện bất kỳ động thái mạnh mẽ nào. Thay vào đó, hãy lui lại thật chậm và bạn sẽ an toàn.
Thông thường, điều này sẽ đủ để xoa dịu tình hình và con gấu sẽ rút lui một khi nó cảm thấy tự tin rằng bạn không phải là mối đe dọa tiêu cực. Trong những trường hợp hiếm hoi mà con gấu vẫn ở lại đó, tốt hơn bạn nên chọn một con đường khác để đi, vì đối đầu với nhau là điều mà không ai trong cả hai muốn xảy ra. Bây giờ, nếu bạn thực sự cần phải đi con đường đó, và chắc chắn 100% bạn đang đối đầu với một con gấu đen, bạn có thể cân nhắc việc cố gắng di chuyển nó ra khỏi đường đi. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhìn vào con gấu và kiên quyết bảo nó đi đi. Xin lỗi, ông gấu, ông cần phải rời đi ngay bây giờ. Mặc dù một con gấu không hiểu lời bạn nói, nhưng giọng điệu của bạn có thể truyền tải rất nhiều thông tin. Miễn là nó có một hướng rõ ràng để rút lui, nó sẽ chấp nhận gợi ý và tránh ra khỏi đường đi của bạn. Một lần nữa, chỉ làm điều này nếu bạn hoàn toàn không nghi ngờ và chắc chắn rằng bạn đang đối phó với một con gấu đen. Những con gấu nâu sẽ không chịu được giọng điệu hung dữ của bạn. Và trong tự nhiên, việc phân biệt chúng sẽ khó khăn hơn nhiều so với bạn nghĩ. Mặc dù có tên, nhưng gấu đen vẫn có thể màu nâu và gấu nâu vẫn có thể màu đen. Vì vậy, trừ khi bạn là chuyên gia có thể không cần hướng dẫn này, tốt hơn hết là không nên thử may rủi. Nhưng điều gì xảy ra nếu một con gấu bắt đầu cư xử hung hăng? Bạn làm gì khi chúng bắt đầu cào móng lên mặt đất và khịt mũi giận dữ? Chúng thậm chí có thể lao đến đe dọa tấn công bạn. Ôi trời! Kiểu hành vi này thường xảy ra trong một trong ba tình huống. Con gấu đang bảo vệ đàn con, bảo vệ thức ăn của nó hoặc bị đe dọa và bạn cách nó quá gần. Bất kể lý do là gì, các bước tiếp theo của bạn sẽ luôn là nhanh chóng và bình tĩnh lùi lại, tốt nhất là theo hướng bạn vừa đến. Thường thì xử như vậy là đủ để an toàn, nhưng nếu con gấu bắt đầu đuổi theo bạn thì đây là lúc dùng thuốc xịt gấu. Bạn không bao giờ muốn tình huống leo thang nếu không cần thiết, nhưng thuốc xịt đó là phương án phòng ngự tốt nhất nếu con gấu quyết định tấn công. Đừng xịt nó một cách vô tội vạ, nhưng nếu con gấu đến gần trong khoảng 5-10 mét, hãy cho nó một cú xịt chuẩn vào ngay trên đầu nó. Điều này sẽ đảm bảo thuốc xịt vào mắt, mũi và cổ họng của gấu, buộc nó phải lùi lại. Nếu bạn quá gần để làm việc đó, có lẽ đã đến lúc giả chết bằng cách nằm sấp và che phía sau đầu và cổ của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, đó là tất cả những gì bạn cần làm. Nhưng thỉnh thoảng, con gấu không tỏ ra hung dữ. Nó hung dữ thật sự nếu nó tiếp tục theo bạn ngay cả khi bạn lùi lại. Đã đến lúc nghĩ về việc đánh trả ngay bây giờ. Nhìn vào mắt nó và hét lên, trong khi làm cho mình trông to hơn. Dậm chân lên mặt đất và thậm chí có thể bước một hoặc hai bước về phía nó. Nếu có một cây gậy gần đó, hãy lấy nó và vung nó để đe dọa. Làm tương tự với thuốc xịt gấu của bạn. Mục đích của bạn là cho gấu thấy rằng bạn sẽ chiến đấu nếu bị tấn công. Bạn không thể để nó đe dọa bạn. Nếu con gấu di chuyển để tấn công, hãy sử dụng bình xịt và bắt đầu đánh nó với bất cứ thứ gì bạn có thể có được. Hãy đá nó, đấm nó, xúc phạm mẹ của nó, đánh nó bằng gậy hoặc đá, tập trung vào mắt và mũi và bất cứ điều gì bạn phải làm, bởi vì tại thời điểm này bạn đang chiến đấu cho cuộc sống của mình. Như tôi đã nói, kiểu tấn công này cực kỳ hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị. Điều quan trọng là không để tình hình leo thang đến mức đó. Phần lớn các cuộc đụng độ gấu không bao giờ trở nên bạo lực và thậm chí chúng rất ít khi đến gần. Chúng không hung hăng trong các trường hợp bình thường. Vì vậy, có rất nhiều sai lầm dẫn đến một trận chiến. Luôn nhớ giữ bình tĩnh, giữ khoảng cách và tránh xa mọi cuộc chiến có thể tránh được. Vậy thì, bây giờ bạn đã biết phải làm gì nếu chuyến đi bộ cuối tuần của bạn thu hút một số sự chú ý không mong muốn. Nếu đã chuẩn bị để sẵn sàng chống lại mối nguy hiểm rình rập rồi, vậy thì hoạt động ngoài trời nào bạn yêu thích? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận nha. Nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video này một lượt like và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Và chúng tôi còn có rất nhiều video thú vị để bạn xem đấy. Chỉ cần nhấp vào video bên trái hoặc bên phải và thưởng thức. Cùng nhau soi sáng cuộc sống nào.